Các em ơi, bằng sự sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo, các cô giáo trường mầm non Sa Mấn, huyện Điện Biên đã biến nhiều loại rác thải nhựa thành những đồ dùng, đồ chơi mới lạ và vô cùng hấp dẫn cho trẻ. Việc tận dụng nguyên liệu tái chế để làm những đồ dùng, đồ chơi đã góp phần giáo dục ý thức, bảo vệ môi trường cho trẻ ngay ở lứa tuổi mầm non đấy các em ạ. Chúng mình hãy cùng chị đến với một tiết học vui nhộn và ý nghĩa đấy nhé. Các con ơi, cô giáo Đố chúng mình biết đây là cái gì nhở? Bông hoa. Thế chúng mình có biết là bông hoa này được làm từ gì không nhở? Từ bằng chai nhựa. À đúng rồi, từ chai nhựa này. Thế chúng mình có muốn làm được những bông hoa thật đẹp giống cô giáo không nhở? Có. À, hôm nay cô giáo sẽ hướng dẫn chúng mình làm những bông hoa từ chai nhựa nhé. Ban đầu cô giáo chuẩn bị chai Fanta, cô giáo đã rửa sạch rồi đấy. Và thứ hai là kéo này, chúng mình hãy nhìn kỹ cô giáo thực hiện nhé. Đầu tiên, cô giáo sẽ dùng kéo cắt cái phần đầu của chai Fanta. Cô giáo cắt được kéo này. Cô giáo đã cắt được phần đầu của chai rồi. Và cô giáo sẽ tỉa bớt cho chai phần là đẹp này. Sau đó, cô giáo sẽ chia lọ thành những cánh hoa thật đều nhau này. Các con chú ý này. Khi dùng kéo cắt bất kỳ một vật gì chúng mình nhớ này, phải dùng kéo thật cẩn thận này, không thì sẽ bị đứt tay đấy. Và khi chúng mình không cắt được thì chúng mình sẽ nhờ bố mẹ này, anh chị chúng mình cắt cho mình nhớ chưa nhở? Đúng rồi ạ. Các con thấy cô cắt như này, các con có thấy khó không nhở? Khó. À, chúng mình chú ý xem cô giáo làm nhá. Cô giáo đã cắt xong cánh hoa rồi. Bây giờ cô giáo sẽ đè cánh hoa xuống này, đè nhẹ nhàng này. À, chúng mình thấy những cánh hoa có đều không nhở? Có. Bây giờ các con ơi, đây là chai chưa có màu này. Và để có những được những bông hoa màu xanh, màu đỏ này thì chúng mình sẽ phải làm gì nhở? Tô màu. À đúng rồi, chúng mình sẽ phải tô màu vào. Thật là đẹp, chúng mình thích không nhở? Có. Rồi bây giờ các con hãy quan sát cô giáo sẽ tô màu cho cánh hoa nhé. Cô giáo sẽ quét từng cánh hoa một này. À, cô giáo đã tô xong bông hoa rồi đấy. Chúng mình thấy bông hoa này màu gì nhở? Màu cam. À, thì chúng mình thấy bông hoa có đẹp không nhở? Có. À, chúng mình có muốn làm ra được những bông hoa thật đẹp này không? Có. À, bây giờ chúng mình sẽ dùng bàn tay khéo léo của chúng mình sẽ làm nên những bông hoa thật là đẹp nhé. Vâng. Sau khi chúng mình đã cắt hoa này và tô màu hoa xong rồi, bây giờ chúng mình sẽ gắn đài hoa và cành hoa cho bông hoa nhé. Và nhụy của nó chúng mình cũng dùng nắp chai này. Và chúng mình sẽ dùng keo gắn thành một bông hoa rất là đẹp. Chúng mình thấy chưa nhở? Thấy rồi ạ. À, xin chào cô giáo và các bạn nhỏ của trường mầm non Sa Mấn. Con chào cô ạ. Các bạn của chúng ta ngoan quá. Cho cô từng lấy đứng ngoài quan sát thì cô thấy là các con rất là chăm chú. Cho cô hỏi là chúng mình đang học gì nhở? Đang làm đồ chơi ạ. Chúng mình làm như thế này chúng mình có thấy khó không nhỉ? Có. À, xin được hỏi cô giáo là cái việc mà làm đồ dùng đồ chơi cho các con trong nhà trường ấy, thì đã được đưa vào các tiết học như thế nào ạ? Qua hoạt động trải nghiệm cho trẻ làm đồ dùng đồ chơi thì có rất là nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là giúp trẻ có thật nhiều đồ dùng đồ chơi trong quá trình học tập này. Và ngoài ra còn giáo dục trẻ bảo vệ môi trường. Và các con về nhà không được vứt chai lọ này mà phải vệ sinh sạch sẽ và tái chế lại để làm đồ dùng đồ chơi trong quá trình học tập. Để thu hút học sinh trong những tiết học đó, các cô giáo trường mầm non Sa Mấn, huyện Điện Biên thường xuyên nghiên cứu, sưu tầm và phát huy hết khả năng sáng tạo của mình trong việc tạo ra những sản phẩm hữu ích, phong phú và hấp dẫn từ những nguyên liệu tái chế. Phong trào còn nhận được sự ủng hộ và tham gia của các bậc phụ huynh nữa đấy các em ạ. Với ý nghĩa thiết thực đó, phong trào làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên liệu rác thải nhựa đã và đang được các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Điện Biên triển khai với nhiều cách làm vô cùng đổi mới và sáng tạo. Điều này đang phục vụ và có hiệu quả trong việc dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới nữa đây các em ạ.